Ồ, đúng mình quả mong luôn, ở đúng cái mong như này thì nó sẽ là trái tim này, quả đào này, còn như này nó là cái bông đi. Ui ôi, đúng là bông nó khác, ui nó không thơm lắm các bạn ạ. Làm sao, làm sao, giờ mình sẽ ăn nha. Ừ, tụi em ăn mừng. Các bạn ơi, mình vừa mới nguyện video lên đu sắp cho nên là mình mọi nhớ hết tay cho các bạn ạ. Cho nên là mình đã lấy bóp ít của mình để ra để trả tay đấy. Thì cái này chơi rất thích luôn. Đó, nó kêu tình tạch 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 tạch. Chị bác, chị ăn gì mà ủ phạt chi cơ mà. Em nhé, ma đâu mà ma, chị cơ mà. Ui, hôm nay em có cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì mà em màu mía hoa nó hiện thế? Đây chính là bóp ít của em đây. Uầy, bóp ít á? À, mình có nghe về bóp ít các bạn ạ. Là có những cái lỗ để bấm xả xì chiết tay đúng không? Đúng rồi. Quế Ngọc ơi, cho chị mượn một cái chua đi, chị cũng vừa mới học xong. Số chua đi năm. Cho chị mượn đi. Không được, làm gì có gì chứ, chân đã dễ này được. Thôi mà, cho chị mượn đi. Không được, chị mượn đi. Chị phải tìm một cái đồ gì đó liên quan đến chữ mông để ăn. Mông luôn. Nếu nha, chị thực hiện được em sẽ cho chị mượn hết hôm nay về nhà mượn một tuần luôn. Ui thật à. Mình thích mông. Mông gì? Mình muốn làm khó mình đấy mà. Chắc chắn là không có cho mình mượn rồi. Mình biết rồi. Ui, Ngọc Sư Bi lần này sẽ phải mất hết cái đồng mượn ít em còn. Ngọc Sư Bi, em muốn chị tìm nó ăn liên quan đến chữ mông như gì. Được rồi nhá. Em đợi ở đây tí để chị quay lại. Kiểu gì em cũng sẽ mất hết cái đồng quân mỹ được cho xem. Chị được chuyện. Các bạn ơi, chị đang làm gì có thể lấy được cái đồ ăn nào mà có chút mông chứ. Chị có thể ăn mông thôi. Chị Minh. Ngọc đi, chị đã quay trở lại và ăn hạ. Đây, sữa ở đây, em nhìn đây này. Đây chính là kẹo có hình hai quả mông. Mông này chưa? Hãy comment ở phía dưới video cho mình biết nha. Và cảm nhận của các bạn khi ăn cái kẹo này như thế nào, các bạn hãy comment luôn nha. Bây giờ mình sẽ bóc ra mình ăn nốt. Bye bye các bạn nha. Wow.